Na Thái miền Tây xuất khẩu. Sự thật nó như thế nào? Rồi em Thị Đỉnh xin kính chào quý bà con mình nha. Thì hôm nay thì ngày 25, 26 âm lịch năm 2023. Thì em vườn na nhà Thị Đỉnh tiếp tục thu hoạch đợt này cũng đợt cuối. Thì cũng chia sẻ cho bà con về cái em có thu hoạch cũng mấy cái đợt trước rồi, đây tầm khoảng 3-4 đợt trước rồi. Thì đợt này là cái đợt cuối luôn. Thì nói về cái việc mà cái na Thái Thầy Đỉnh có đi xuất khẩu hay không á, thì cũng chia sẻ cho bà con như thế này. Hôm nay thì em cũng chủ yếu là đi hàng là hàng bay và hàng xe đi Hà Nội và các tỉnh miền Bắc là chủ yếu. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có một số cái đơn hàng cũng đi xuất khẩu. Thì có thể cái vấn đề này nó còn rất là mông lung, nhưng mà nó cũng còn khá là ít chứ không có được nhiều. Nhưng mà đây là cũng là những cái tín hiệu rất là khả quan đối với cái na Thái miền Tây cũng như là cái na Thái cả nước nói chung. Thì nói về cái hàng xuất khẩu thì nó sẽ liên quan tới rất là nhiều cái về cái tiêu chuẩn, nói chung là về cái vấn đề nó liên quan ở đằng sau. Và cái mẫu mã trái về cái hàng xuất á, thì cũng chia sẻ bà con là nó rất là kỹ, là nó không tì vết. Và thêm là về cái mức độ an toàn trên cái sản phẩm nó cũng tuân thủ rất là nhiều cái nghiêm ngặt. Thì cũng chia sẻ cho bà con tuy là mình làm ra một cái trái na thì để mình đi ra cái thị trường ở xa hơn thì nó rất là khó, nhưng có ít thì nó cũng sẽ có là những cái khởi đầu, bắt đầu những cái câu chuyện tốt sắp tới. Thì hôm nay thì cũng định chia sẻ cho bà con mình về cái vấn đề mà cái hàng xuất á. Thì thông thường á là bữa nay thì em cũng có một cái lô hàng xuất và bữa nay em lựa ha. Thì lựa thì thứ nhất là nó không tì vết. Cái thứ hai nữa đó là thông thường là bên bên những cái hàng ở bên đó đó thì không, người ta không chuộng cái trái to nha bà con. Người ta chỉ chuộng cái trái từ 300 đến 400 gram thôi. Và vì là ở ngoài bên hàng xuất á thì người ta mua trái thì người ta không tính bằng ký, mà người ta chỉ tính là cái đơn vị là trái thôi, nên là cũng người ta cũng không có đi những cái hàng to làm gì. Thì ở bên đó thì nó có sự khác biệt ở so với Việt Nam là như vậy. Thì hôm nay thì em tiếp tục cắt na, bữa nay 25 cắt, 26 em cắt cái nữa ha. Rồi, một cái video thì cũng quay cho bà con mình xem cái vườn na mẫu Thầy Đỉnh thì hôm nay thì đi cắt hàng như thế nào ha. Cũng chia sẻ với quý bà con là cái hàng na mà để đi xuất nó lựa rất là khó, nên là cái hàng cũng đi cũng ít thôi, không nhiều, nhưng mà nó cũng là những cái khởi đầu. Thì em cũng đi cũng hàng xuất này cũng rất nhiều chuyến rồi, nhưng mà thì cũng chia sẻ cho bà con như thế ha. Đây là cái hàng, quay hàng cho bà con mình xem khi mà cái hàng nó như thế nào ha. Đó, cái này da nè, đây xé đây dở cái này đi. Thì chủ yếu là cái hàng đó thì người ta chỉ lựa giòn giòn gì thôi bà con, là cái hàng nó không tì vết là một ha. Cái thứ hai nữa là nó hàng nó tầm khoảng 300 đến 400 gram thôi, ta cũng không lấy cái loại to. Đây nè, yeah. Còn cái hàng, những cái hàng loại bự rồi đây, bên em đây sẽ cho bà con như thế này. Này không, cái này là hàng loại xuất nào con, hàng xuất nè. À, ta lựa nhon 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 nhỏ nhỏ gì đó. Đó, cái xuất này nhon nhỏ nha, không tiền bát nha. Nên ta lựa gì đó, anh ta không có kêu lựa hàng to. Quay cho bà con mình biết. Vậy thì
sắp tới đây thì nếu mà mình tính tới cái chuyện đó thì nó cũng còn rất là nhiều cái câu chuyện đó. Thứ nhất là phải tăng cường cái hữu cơ ha, vườn em thì xài đạm cá rất là nhiều. Đây em để ra chưa đó, em để cho hiệu suất rồi, cái hiệu này hiệu suất thì trái nhỏ nhỏ hay giòn giòn, tại vì người ta đặt cái quy cách nó như vậy bà con đó, quy cách của cái hiện như thế nha, chuẩn này kia ha, từ 300 đến 400 thôi, là chỉ đặt vậy thôi. Đó, quay cho con mình xem ha. Bữa nay với ngày mai cắt nữa là xong luôn. Cắt bữa nay với ngày mai là xong vườn của em luôn. Đây nè. Đẹp ha, mã dài sáng đẹp nha mọi người. Do có em là cắt cái đợt này là đợt cuối nên là hàng thì nó trung bình nó tầm khoảng 350 400 đến 500 thôi, cái hàng sồ thì cắt hết rồi, em cho đi trước hết cho nè. Rồi mời bà con mình ra vườn nha để xem. Đó, rồi ra vườn nha bà con. Đó, vườn năm nè, còn thấy năm mà ông cắt cành cũng có vườn năm ha, nên thu hoạch cũng có vườn năm, nay là cắt đợt cuối luôn ha, vét vườn luôn, trái nó cũng to to thì với bà con đang cắt này. Ngày Tây là ngày 6 tháng 1, không 23 24 mấy chị đang cắt ha. Đẹp à. Cho nó dài à. Chào mấy chị nha. Nay là cắt ha. Mấy giường rồi cha? Mấy bài? Lá cũng già hết hay chưa? Giường nha. Cái này cái nấy nha bà con, ghê rất là đẹp.
Rồi thì nói về cái câu chuyện mà sắp tới đây thì về cái hàng hàng xuất thì nhưng mà hàng xuất thì người ta không cần bự đâu bà con, chỉ cần 3 đến 400 thôi. Xuất thì nhưng mà quan trọng là cái da nó phải đẹp và nó không tì vết. Quan trọng nữa là phải đảm bảo được cái về cái độ an toàn, với lại là mẫu mã trái nó phải đẹp. Con thấy mà mã trái nó xanh dần ha, đẹp luôn. Thì sắp tới đây thì cái thằng na sạch và na hữu cơ nó sẽ rất phát triển nha bà con, nên là con phải để phát triển cái cây na thêm càng ngày càng lớn mạnh hơn nữa, thì bà con mình nên lưu ý về một số cái vấn đề liên quan tới tăng cường đẩy mạnh về hữu cơ để mình có những cái bước tiến mới về cây na ha. Bên em thì hữu cơ thì em xài chuyên hữu cơ diên, hữu cơ cá và hữu cơ nước, cũng hữu cơ cá luôn đó mà con ơi. Nên cái cây nó cũng khá là sung, mà sung lực cắt cành hết luôn, cắt trái hết luôn. Hôm nay thì thu hoạch xong là cũng chuẩn bị là làm trái lại luôn. Thì quý bà con mình yêu thích kênh, theo dõi kênh thì em cũng chuẩn bị làm trái lại nữa, sẽ xử lý như thế nào nữa là em sẽ làm chi tiết ha. Rồi, nếu còn yêu thích kênh đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ kênh để em có nhiều cái động lực chia sẻ đến quý bà con nhiều hơn nữa nha. Số điện thoại em là 0961 084 636, thì số Zalo nha bà con. Xin cảm ơn, xin chào bà con.